Chuyện đã đến nước này rồi, theo bố thì còn lấy thằng Cường để cho nó xong, để làng xóm người ta đỡ dị nghị. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời người, con không thể lấy chồng chỉ vì sợ dị nghị được. Mày còn định cao giá với ai nữa hả? Ở cái làng này bố nghĩ chỉ có thằng Cường ấy, nó mới có thể chịu đựng được rồi nhắm mắt lấy mày thôi. Còn con không thể nhắm mắt mà cưới được. Mày coi thường danh dự mày, coi thường danh dự bố mày, coi thường cả cái nhà này. Đến nước này thì bố mày không chịu. Tao không ngờ sĩ diện của cô ta lớn đến thế đấy. Sĩ mới trả diện. Ăn được không? Tao thì chắc chắn là không. Cuối cùng thì tao cũng chả là gì so với danh dự và sĩ diện của Uyên cả. Tao chả có giá trị gì cả. Đã thế còn bị cái Đào lừa mất 20 triệu. Theo tao ấy, bây giờ mày nên tập trung vào việc thất tình đi. Còn 20 triệu bị mất ấy, là tiền ngu. Ở đời ấy, mỗi một lần chỉ nên đau khổ cho một thứ thôi, đừng có tham. Mày hiểu không nhở? Có chuyện gì vậy? Ở chợ người ta đồn ầm lên là con Uyên vào nhà nghỉ với cả thằng Khoa. Họ đã kháo ầm nhau đấy. Con Uyên? Ừ. Ông có bị điên điên không? Ừ. Làm gì có cái chuyện này? Này này, không có lửa thì làm sao mà có khói? Có đúng là như vậy không? Sao lại không đúng? Bây giờ cả huyện, cả làng, cả tổng họ biết hết rồi. Họ bảo là thằng Khoa vào nhà nghỉ với con Uyên. Bác này, có cần phải lên loa không bác? Con sai rồi. Con xin lỗi bố. Từ giờ trở đi con sẽ nghe lời bố. Con không để bố thất vọng nữa. Bố xuống đi. Bố. Mày nghe lời bố thật chứ? Thế thì con lấy thằng Cường đi. Bố. Chỉ có như vậy thì bố mới đỡ nhục, mày cũng đỡ nhục. Mà ở cái làng này, ngoài thằng Cường ra, không ai dám lấy con đâu. Còn mày cố tình không nghe lời thì bắt buộc bố phải chết. Bố sẽ chết. Thôi được rồi. Con đồng ý. Con đồng ý. Con đã đồng ý lấy thằng Cường rồi mà. Con đồng ý. Mày khai ra. Khai ra nhanh. Không có hôm nay tao đánh chết mày. Ông ơi, tôi xin ông. Mày... ông cứ bình tĩnh từ từ cho con nói đã nào. Con đã bảo là con không lấy rồi, sao bố mẹ ông tin con ạ? Mày không lấy thì lấy đâu ra tiền mày mua bao nhiêu quần áo mới thế này? Lấy đâu ra tiền để mày làm tóc làm tai như thế này hả? Hả? Ông ơi, tôi xin ông. Nếu con chót dại lấy rồi thì xin bố mày một câu, bố mày tha cho. Nhưng mà con không lấy ạ. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết. Mày có biết 20 triệu ấy là tiền để mua gà giống không? Tiền cơm áo của cả nhà đấy. Bố đừng đánh nó nữa. Mày lui ra. Để tao bắt nó khai ra tiền nó làm gì. Là con lấy đấy ạ. Hả?